Bộ môn hát sầm được ra đời từ thế kỷ 13. Ông tổ của người hát sầm là hoàng tử Trần Quốc Bĩnh, người con của vua Trần Thánh Tông, bị đày vào rừng sâu được người dân cứu thoát, đã cảm động mà sáng tác nên loại hình nghệ thuật này. Ở các vùng quê Việt Nam, sầm đã xuất hiện từ lâu đời và trở thành loại hình nghệ thuật ca hát dân gian mang tính chuyên nghiệp. Những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, sầm là một loại hình nghệ thuật rất phát triển ở Hà Nội. Trên khắp các phố phường cổ của mảnh đất kinh kỳ dạo ấy, người ta có thể gặp gánh hát sầm ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào. Đến nay, sau nhiều thập niên bị quên lãng, những làn điệu sầm đặc sắc này đang được các nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam phục hồi và đưa nó trở lại với thủ đô Hà Nội. Và không biết bao nhiêu lần, họ đã về thăm học tập tại nhà nghệ nhân Hà Thị Cầu, người nghệ sĩ ưu tú của bộ môn nghệ thuật hát sầm. Tiếng tăm và tài năng của nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu chúng ta đã biết. Các học trò được cụ truyền nghề cho cũng nhiều, song chúng ta lại chưa được biết nhiều về quá trình cống hiến cho nghệ thuật hát sầm và hoàn cảnh sống của cụ hiện nay. Lên 10 tuổi, cụ đã đi hát sầm cùng bố mẹ, lang thang kiếm sống khắp các vùng quê. 16 tuổi cha mất, gặp ông Tránh Trương Mậu chuồng hát, phục tài ông, cụ đã đi theo. Suốt thời gian dài, nhóm hát sầm của cụ lừng tiếng xa gần. Miền Nam giải phóng, cụ cảm kích sáng tác bài Theo Đảng Chọn Đời, rồi bài Thập Ân. Chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 5, nhạc sĩ Thao Giang đã mời cụ ra biểu diễn cùng Nhạc viện Hà Nội. Biết bao nhiêu kiến thức về nghệ thuật hát sầm mà mỗi lần về thăm cụ là mỗi lần các nghệ sĩ của Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam thu được. Vậy mà giờ đây, người nghệ sĩ hát sầm cuối cùng của thế kỷ đã không thể hát được nữa. Cụ đang mang trong mình một trọng bệnh. Tựa như người xoay nhà, tựa như người xoay cái nhà này.